Chào mừng các bạn đã quay đến với bản tin châu bóng đá ngày 3 tháng 12. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin châu đáng chú ý sau. Ronaldo bị chấm thấp điểm nhất trận gặp Hàn Quốc. SofaScore, CoreScore hay Footbot đều chấm Cristiano Ronaldo số điểm dưới 6 trong thất bại 1-2 của Bồ Đào Nha trước Hàn Quốc ở lượt cuối bảng H. Ronaldo ra sân ngay từ đầu nhưng đã để lại một màn trình diễn kém cỏi. Cảm giác bóng của anh khá tệ. CR7 chỉ góp mặt trên sân 65 phút trước khi bị thay ra ngoài. Tổng cộng Ronaldo tung ra 2 cú dứt điểm, trong đó một cú sút bị cản phá và pha dứt điểm còn lại đi không chính xác. Ở những phút có mặt trên sân, siêu sao 37 tuổi chỉ chạm bóng 26 lần, chuyền bóng chính xác 79%, 3 lần bị thổi việt vị, mắc lỗi dẫn tới bàn thua của đội nhà và bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Với thống kê nhạt nhòa như trên, không ngạc nhiên khi Ronaldo là cầu thủ tệ nhất trận. SofaScore và WhoScore lần lượt chấm Ronaldo 5,6 và 5,1 điểm, thậm chí 4,9 là điểm số Ronaldo nhận được từ Footbot. Dấu ấn đậm nét nhất của anh 7 chính là đường kiến tạo cho Kim Yang Won gỡ hòa 1-1. Nhờ pha bóng này mà Ronaldo được cư dân mạng Hàn Quốc nhập tịch, gọi anh là người hùng xứ Kim Chi. Suarez, FIFA luôn chống lại Uruguay. Luis Suarez không hài lòng với các quyết định của trọng tài, khiến Uruguay bị loại từ vòng bảng World Cup 2022. Quả phạt đền của Zeus khiến chúng tôi đau đớn. Người của FIFA và ủy ban trọng tài phải đưa ra lời giải thích về việc họ dựa vào đâu để thực hiện những quả phạt đền đáng kinh ngạc như vậy. Hôm nay họ đã 2 lần không cho chúng tôi hưởng phạt đền, có vẻ như Uruguay phải có nhiều quyền lực hơn. FIFA luôn chống lại Uruguay. Suarez nhắc tới tình huống Jose Maria Jimenez chạm tay vào bóng khi anh ngã xuống ở phút 89 trận gặp Bồ Đào Nha. Trọng tài tham khảo VAR và chỉ tay vào chấm phạt đền để rồi sau đó Bruno Fernandes ấn định chiến thắng cho Bồ Đào Nha. ESPN sau đó đã chỉ ra rằng tư vấn của VAR đi ngược lại với hướng dẫn của Hiệp hội bóng đá quốc tế về các lỗi dùng tay chê bóng. Theo đó, nếu không phải chịu quả phạt đền này, Uruguay chỉ thua Bồ Đào Nha 0-1 và với trận thắng Ghana 2-0, họ lẽ ra sẽ đi tiếp khi hơn Hàn Quốc về hiệu số bàn thắng ở trận gặp Ghana. Suarez chỉ ra hai tình huống đội nhà có thể được hưởng phạt đền nhưng trọng tài đều bỏ qua, trong đó có pha ngã của Edinson Cavani trong vùng cấm. Eddie đã bị phạm lỗi khi đang cố lao về phía trước. Tôi không cố bào chữa cho việc bị loại mà chỉ là không thể tin được những điều đang diễn ra tại World Cup. 12 năm trước Ghana bị Uruguay loại tức tưởi, giờ đến lượt Uruguay tức tưởi sau khi gặp Ghana, đúng là định mệnh. Hội anh em châu Á làm nên lịch sử tại World Cup. Hàn Quốc là đội tuyển thuộc AFC cuối cùng điền tên mình vào vòng knockout sau thắng lợi 2-1 căng thẳng trước Bồ Đào Nha. Bàn thắng của Hoàng Hy Chan ở phút 90+1 giúp Hàn Quốc lội ngược dòng và giành vé đi tiếp do ghi được nhiều bàn thắng hơn so với Uruguay. Đoàn quân của huấn luyện viên Paulo Bento cùng Australia và Nhật Bản là ba đại diện AFC góp mặt ở vòng 16 đội. Trước đó, Australia đánh bại Đan Mạch 1-0 ở lượt cuối bảng D và cùng Pháp vào vòng trong. Ở bảng E, Nhật Bản cũng xuất sắc giành chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha để giành vé đi tiếp, khiến Đức phải xách vali về nước. Lần gần nhất AFC có hai đại diện tiến vào vòng 16 đội là World Cup 2010 trên đất Nam Phi, khi đó Hàn Quốc và Nhật Bản vượt qua vòng bảng nhưng đều bị loại ngay từ vòng 16 đội. Năm nay ngoài chủ nhà Qatar, các đội châu Á dù bị loại vẫn để lại ấn tượng sâu đậm, xin khẳng định không phải động đất đâu, mà là anh em châu Á đang đi lên. Man United chiếm sóng ở đội hình xuất sắc nhất vòng bảng World Cup 2022. Vòng bảng World Cup 2022 đã chính thức khép lại với rất nhiều bất ngờ và kịch tính. Chúng ta đã có thể xác định được 16 cái tên sẽ góp mặt ở vòng 1-8 với những cặp đấu rất đáng chờ đợi. Sau khi kết thúc vòng bảng, trang WhoScore đã chọn ra đội hình xuất sắc nhất với 3 cầu thủ của Man United lọt vào danh sách. Harry Maguire, Bruno Fernandes và Casemiro được chọn sau khi họ giúp đội tuyển quốc gia của mình đứng đầu các bảng đấu. Marcus Rashford có lẽ là sự vắng mặt đáng ngạc nhiên khi cầu thủ 25 tuổi đã ghi 3 bàn sau 3 trận giúp đội tuyển Anh lọt vào vòng 16 đội với ngôi đầu bảng B. Những cái tên còn lại trong đội hình xuất sắc nhất vòng bảng là thủ thành Szczesny, hậu vệ phải Achraf Hakimi, trung vệ Castelletto của đội tuyển Cameroon, hậu vệ trái theo Hernandez của đội tuyển Pháp, tuyến giữa có Frenkie de Jong và chủ tịch Kylian Mbappe, cặp đôi trên hàng công là Lionel Messi và Antoine Griezmann. Bất ngờ thua Cameroon, Brazil thiết lập thống kê xấu. Trận thua Cameroon 0-1 là thất bại đầu tiên của Brazil tại World Cup 2022. Đây là một thống kê xấu trong lịch sử các lần dự World Cup của đội bóng áo vàng xanh. Trong 5 lần vô địch trước, Brazil không thua trận nào. Trên đường giành World Cup đầu tiên vào năm 1958, Brazil có 5 trận thắng và 1 hòa. 4 năm sau đó, họ bảo vệ thành công chức vô địch với thành tích tương tự. Năm 1970, Brazil toàn thắng 6 trận. Năm 1994, họ có 6 trận thắng và 1 hòa. Năm 2002, họ thắng cả 7 trận.
Trận thua Cameroon cũng là thất bại đầu tiên của Brazil ở vòng bảng World Cup kể từ năm 1998. Năm đó, Brazil vào đến chung kết và thua Pháp 0-3. Trận thua Cameroon đồng thời là thất bại đầu tiên của Brazil trước một đại diện châu Phi tại World Cup. Với Cameroon, chiến thắng trước Brazil chính là chiến thắng đầu tiên của họ tại World Cup sau 20 năm.